đối thủ bán rẻ hơn so với chúng ta rất nhiều. Đây cũng chính là vấn đề mà chúng ta mắc phải khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh về online. Và ngày xưa Linh cũng bị cái điều này thường xuyên, cho đến bây giờ Linh vẫn bị cái điều đó. Cho đến khi tất cả những điều đó được giải quyết một cách hoàn toàn và khách hàng rất là thích thú, tin tưởng và quyết định mua ở mình, ngay kể cả khi mà đối thủ bán giá rẻ hơn của mình rất là nhiều. Đó chính là Linh đã sở hữu được cho mình một cái thương hiệu cá nhân ở trên Internet. Bằng chứng đó là trên Facebook của Linh là hơn 1 triệu lượt follower, ở trên YouTube là hơn 100.000 lượt follower và ở trên TikTok là hơn 3,8 triệu lượt follower. Và gần đây nhất đó là Linh xây dựng cho kênh của vợ Linh, thì trong vòng chưa đầy đó là 2 tháng thì vợ Linh đã có được 2,9 triệu lượt follower và hơn 99% số lượng video đó là đạt trên 1 triệu lượt xem và rất nhiều video hơn 10 triệu lượt xem. Và cái bí mật đằng sau đó là gì ạ? Đó là Linh sở hữu được một cái công thức, một cái bí mật, đó là cách tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và làm thế nào để chúng ta học được chương trình này? Chúng ta hãy click vào cái đường link bên dưới và mời Linh một bữa ăn trưa. Linh sẽ tặng lại chúng ta 5 ngày học để chúng ta sở hữu được những cái bí mật, những cái công thức để tạo ra những cái kịch bản có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Ngay kể cả khi chúng ta chưa bao giờ viết kịch bản, ngay cả khi mà chúng ta chưa biết cách làm video, thì chương trình này giúp cho chúng ta có thể học được cái điều này. Và để mà chúng ta tham dự chương trình này, chúng ta hãy click vào đường link bên dưới, đăng ký và chúng ta chuyển khoản ngay. Bởi vì số lượng ở chương trình này ấy, chỉ tối đa đó là 1.000 người, nên chúng ta phải đăng ký và chúng ta chuyển khoản ngay để chúng ta sở hữu cái tập vé này. Và hãy mời Linh một bữa ăn trưa, Linh sẽ tặng lại về chúng ta trong 5 ngày học và chúng ta thay đổi về kết quả kinh doanh của chúng ta. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị.